Cộng đồng mạng Trung Quốc nói lời khó tin khi Quang Linh giúp người dân châu Phi có được căn nhà mơ ước sau hàng thập kỷ mong chờ. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, đó là những chân lý được cha ông ta dạy dỗ cho con cháu, đến đứa trẻ lên ba cũng thuộc lòng như cháu chảy. Và không hổ danh là con rồng cháu tiên, đã mang tấm lòng từ bi quảng đại. Quang Linh Vlog cùng với những người bạn của mình đã mang những điều bình dị mà phi thường ấy đến với châu Phi. Thế nhưng mà các bạn ạ, cái gì hay ho của Việt Nam thì làm sao mà thoát ra được khỏi lưới trời lồng lộng của ông bạn hàng xóm Trung Quốc đúng không nào? Chẳng biết là ở đâu ra, video của Quang Linh lại lọt vào mắt xanh của các bạn Giang Cư Mận xứ Trung. Điển hình là mới đây trên nền tảng Singular xuất hiện một chiếc clip trông rất lạ mà lại cũng rất là quen với hình ảnh của Quang Linh xây nhà, khai trương hàng loạt ngôi nhà mới cho dân bản. Các bạn có tò mò là người Trung Quốc nói gì trong video này hay không thì hãy cùng với mình tìm hiểu nhé! Mới đây trên tài khoản ký sự châu Phi trên nền tảng Sigua Video đã đăng tải nhiều đoạn clip của nhóm Quang Linh Vlog đình đám chuyên thực hiện các chiến dịch từ thiện ở châu Phi như là phân phát lương thực và quần áo này, dạy kỹ năng canh tác nông nghiệp, hỗ trợ y tế, đào giếng. Cụ thể đáng chú ý là mới đây video liên quan đến công tác xây nhà ở cho bà con của team Quang Linh. Để ý mà xem, Linh dọa là bắt được lỗi sẽ trừ tiền. Đội xây nhà nhìn mặt ai cũng căng thẳng, lo lắng. Đến khi mà trả tiền thì không những là trả đủ mà còn thưởng thêm nữa. Và điều tuyệt vời này chỉ có được ở con người Việt Nam với tấm lòng từ bi tương thân tương ái mới làm được. Nhưng tiếc thay, phần tiếng gốc lại bị che hoàn toàn. Theo đó thì đoạn clip đã được tắt âm từ bản gốc để lồng review lại nội dung, cách mà Quang Linh giải thích về ngôi nhà, chia sẻ về quá trình xây dựng, tất cả được thuyết minh bằng tiếng Trung Quốc. Hiện tại clip đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem và được cắt ghép để đưa lên các nền tảng mạng xã hội khác như Douyin, TikTok của Trung Quốc và Weibo. 556.000 lượt xem, 737 dòng bình luận là những con số biết nói cho thấy sự quan tâm hưởng ứng rất mạnh mẽ của người Trung Quốc dành cho team Quang Linh. Đa phần là các bạn khán giả Trung rất ngưỡng mộ khi thấy người Việt chúng ta giúp đỡ người châu Phi có nhà ở kiên cố để che mưa che nắng. Nhìn thấy biểu cảm của bà Lindo mà mình cũng thấy nghẹn lòng các bạn ạ. Thế mới thấu hiểu là ngày xưa khó khăn mà bố mẹ chúng ta vẫn cố gắng xây mái nhà ấm cúng đến ngày hôm nay các bạn nhỉ. Nhiều người còn nhiệt tình góp ý thêm để mong Quang Linh tiếp tục hoàn thiện những ngôi nhà chỉnh chu nhất có thể. Mình nghĩ rằng là cũng không ngoa khi chúng ta gọi họ là các kiến trúc sư bàn phím tài năng. Nào, hãy cùng lướt qua vài dòng bình luận để xem họ nói gì nhé. Bạn có thể xây dựng bất kỳ ngôi nhà nào ở đây mà không cần chính quyền cấp phép hay sao? Thật may mắn. Người châu Á tốt bụng thật, luôn biết giúp đỡ người nghèo. Mái thiếc mỏng quá, nắng quá, trong phòng quá nóng nên sử dụng hỗn hợp cỏ và đất trên mái nhà. Một cửa sổ quá nhỏ, hãy làm cho nó lớn hơn. Có nhà vệ sinh không? Tại sao tôi không thấy nhà vệ sinh? Trồng hoa và rau xanh vào lối đi vào nhà thật đẹp. Trồng hoa 10 giờ đẹp lắm ạ. Chúc mừng các bạn châu Phi có nhà mới rồi. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi mà một bộ phận cư dân mạng xứ Trung Quốc lại một mực cho rằng hoạt động thiện nguyện xây nhà cho dân ở trên đều là do người Trung Quốc thực hiện. Và sau đó thì họ đã lên tiếng cảm thán hưởng ứng và vô cùng tự hào vì người Trung Quốc bác ái và nhân hậu, luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh hiểm nghèo. Tiếp theo thì cư dân mạng Trung Quốc đã tự biên tự diễn thêm các tình tiết không có thật như là đưa bối cảnh ở đất nước Angola, khu vực từ thiện chủ yếu của nhóm Quang Linh Vlog sang một quốc gia khác bao gồm là Kenya, Rwanda, Somalia, v.v. Người Trung Quốc dạy nông dân châu Phi cách làm canh tác và trồng trọt. Các nhà từ thiện Trung Quốc nhiệt tình hỗ trợ người dân có cuộc sống khó khăn. Ngay sau khi video với tiêu đề đậm mùi bốc phét này được đăng tải thì tạo ra một cuộc tranh cãi rất lớn trong cộng đồng mạng thế giới. Vì video được đăng tải với tiêu đề rất ảo ma Canada nên là một số cộng đồng mạng Trung Quốc tỏ ra tự hào và tưởng rằng đây là những hình ảnh của người Trung Quốc thực sự. Không tệ, kẻ nào thu phục được lòng người thì người đó giành được thiên hạ. Người châu Phi nghĩ rằng nó là do Chúa ban cho, mà họ là người Trung Quốc đúng không vậy ạ? Ơn nghĩa của người Trung Quốc với châu Phi quá lớn, họ nên tập tưởng niệm ngày quốc khánh của chúng ta để bày tỏ sự biết ơn. Người Trung Quốc giàu lòng thương người, châu Phi sẽ luôn ghi nhớ điều đó. Đa số mọi người đều biết đến team châu Phi và Quang Linh nên là tỏ ra bực tức, buồn cười khi mà Trung Quốc mặt dày trơ trẽn nhận vơ mà không biết trời cao đất dày là gì. Còn lại số ít người dân Trung Quốc lại rất mù quáng, cãi chay cãi cối với cái lý lẽ sai trái của nhà đăng tải video. Tuy nhiên là cũng rất may mắn bởi vì có rất nhiều cư dân mạng đã lý trí nhận ra rằng đây không phải là hoạt động của người Trung Quốc. Theo đó, quốc kỳ và chữ Việt Nam là những minh chứng rõ ràng nhất để phản kích lại thói nhận vơ của dân mạng Trung Quốc. Trên thực tế, nếu xem trọn bài review thì chúng ta không khó để nhận ra kênh ký sự châu Phi này và video Quang Linh xây nhà có trích dẫn khẳng định chủ quyền Việt Nam.
Đặc biệt là những giây cuối của đoạn video còn có nói rõ là đoàn từ thiện đến từ Việt Nam. Chính vì vậy, nguyên nhân khiến dân mạng Trung Quốc nhận vơ bừa bãi là vì họ đã không xem kỹ nội dung của video được đăng tải và từ đó gây nên những hiểu lầm. Bên cạnh sự mù quáng của một số cộng đồng mạng thì vẫn có người nhận thức được rằng những người trong video là mặc áo cờ đỏ sao vàng chứ không phải là lá cờ của Trung Quốc và khẩu âm của người trong video cũng không giống với người Trung Quốc mà là người Việt Nam. Mình thấy cũng lạ lắm các bạn ạ, bởi vì có một sự thật là cũng như các video của người Trung Quốc về việc giúp đỡ người dân châu Phi nhưng lại không được quan tâm nhiều giống như Team Quang Linh Vlog. Và đúng như là những gì mà họ nói, không chỉ có tiền là ném tiền cho người dân nơi đây, những gì mà Team Quang Linh Vlog đã và đang làm rất được yêu quý và trân trọng. Có lẽ chúng ta làm từ thiện hơn Trung Quốc là ở chỗ đấy chăng? Có tâm, ắt sẽ có tầm các bạn nhỉ? Thử tưởng tượng Bill Gates có đầu tư vào đây bao nhiêu tiền cũng không ai yêu quý bằng người dân Việt Nam ở đây đâu. Người giàu họ đơn giản là ném tiền vào đây là xong. Còn người Việt Nam họ ở đây sống cùng với người dân, họ đưa cho người dân cái cần câu để bà con câu cá. Xây cho họ mái nhà yên ổn để họ làm ăn, tự trang trải cuộc sống. Họ giúp người dân chăn nuôi trồng trọt, tự chủ kinh tế và lương thực. Đó mới là tấm lòng, cách một người có tấm lòng nhân hậu giúp đỡ người khác. Theo một số bình luận, việc Trung Quốc đầu tư vào châu Phi chỉ tạo thêm gánh nặng cho người dân, mọc lên nhà máy, các cơ sở khai thác không đem lại cho họ lợi ích gì về lương thực. Những lời hứa của Trung Quốc chỉ là hứa suông mà thôi. Điều này rõ nhất ở việc lương của người dân ở đây ngày càng thấp đi vì sức nặng của công việc. Họ mang ô tô sang, nhưng thứ người dân châu Phi cần là lương thực và cuộc sống ổn định. Thứ mà những người Việt Nam ở đây đang mang lại cho họ. Mặc cho người Trung Quốc có lời ra tiếng vào đi chăng nữa thì mình vẫn chỉ muốn nói một điều rằng Quang Linh, việc bạn làm không chỉ đơn giản là những ngôi nhà, mà nó còn là niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam. Bạn đã cho nhân dân Angola nói riêng và cả nhân dân trên toàn thế giới biết rằng trên thế giới này có một Việt Nam như thế. Bạn là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Quang Linh là con người quảng đại, nói là làm tới luôn. Hứa xây nhà thì vài tháng sau mọc lên mấy căn một lúc chứ chẳng đùa. Kính già, yêu trẻ, vui vẻ nhưng trong công việc thì cực kỳ nghiêm khắc. Cách Linh cư xử với người lao động thì thật chu đáo và rất thoáng. Còn với mấy anh bạn được xây nhà thì Quang Linh lo cho từ A đến Z, rồi đích thân anh chở đồ đạc và đưa vợ con của mấy anh bạn đó về nhà mới. Quang Linh thật tuyệt vời ông mặt trời, chẳng có gì để bàn cãi đúng không nào? Tim cố lên, rất nhiều người Việt Nam mình đang ủng hộ kênh, kể cả là các bạn khán giả Trung Quốc cũng thế đấy. Đôi khi họ buột miệng nhận vu vơ thế thôi, nhưng mà mình tin là sâu trong thâm tâm của họ cũng rất ngưỡng mộ và rất nể phục hành động tương thân tương ái mà Quang Linh đang làm. Chỉ mong sao cho người Việt Nam mình ngày càng quan tâm đến kênh, tạo điều kiện cho Linh cũng như là gửi đội ngũ kỹ thuật có thêm chuyên môn và có nguồn tài trợ mạnh mẽ hơn để kết nối giúp đỡ người dân vùng quê Angola có thêm nhiều điều kiện hiện đại phát triển nông nghiệp, phát triển đời sống. Như vậy thì còn gì bằng đúng không các bạn? Còn lời nói của các bạn khán giả Trung Quốc thôi thì chúng ta cứ xem như là giải trí và coi như là gió thoảng mây trôi là xong đúng không nào? Và đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt để chúng ta khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi. Và đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh để đồng hành cùng với Vietnam Stronger trong những video kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.